hiện tượng cháy kích nổ, knocking. Sau khi buji bật tia lửa điện thì màn lửa bắt đầu lan truyền. Trong quá trình lan truyền, áp suất và nhiệt độ hòa khí phía trước màn lửa tăng liên tục do bức xạ nhiệt và sự chèn ép bởi kết quả nhã nhiệt của phần hòa khí đã cháy gây ra, làm tăng phản ứng hóa học tại khu vực phía trước màn lửa. Nếu màn lửa lan tới kịp thời đốt cháy số hòa khí này thì đó là hiện tượng cháy bình thường. Nếu số hòa khí trên tự bốc cháy khi màn lửa chưa lan tới, sẽ tạo nên màn lửa mới cháy gần như song song với màn lửa từ buji, thì đó là hiện tượng cháy kích nổ. Nguyên nhân của cháy kích nổ là do quá trình chuẩn bị hóa học tạo bởi những phản ứng phía trước màn lửa đã chín mùi, nên màn lửa mới sau khi bắt đầu sẽ lan truyền với tốc độ lớn, từ 1.000 đến 2.000 m trên giây. Vì tốc độ cháy quá nhanh, dung tích hòa khí không kịp giãn nở làm cho áp suất và nhiệt độ tăng lên đột ngột, tạo ra sóng áp suất, truyền đi mọi phương theo tốc độ truyền âm, đập vào thành vách xi lanh tạo nên tiếng gõ kim loại và mang tính nổ phá. Khi xuất hiện cháy kích nổ, một số vùng có nhiệt độ cực cao, có khu vực lên tới 4.000 độ C, CO2 và các sản vật cháy còn lại bị phân hủy thành CO, NO hoặc bụi carbon, làm xuất hiện khói đen trong dòng khí xả. Bên cạnh đó, sóng áp suất phá hoại bề mặt của thành xi lanh làm tăng nhiệt độ của các chi tiết máy bên trong buồng cháy, làm hệ thống làm mát trở nên quá nóng, dẫn đến tăng tổn thất nhiệt. Không nên để động cơ hoạt động quá lâu ở tình trạng cháy kích nổ, vì không những làm giảm công suất và tính kinh tế nhiên liệu của động cơ, mà còn gây ra cháy piston, xúc bắp, làm hỏng bạc, phá vỡ lớp xứ cách điện của buji. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới cháy kích nổ, bao gồm cấu tạo buồng cháy, thời gian đánh lửa, thành phần hòa khí, chế độ làm việc của động cơ. Tuy nhiên, yếu tố tỷ số nén và phẩm chất của nhiên liệu, tức là tỷ số octane, có ảnh hưởng quyết định đối với sự phát sinh cũng như cường độ của cháy kích nổ.